Xin chào tất cả các bạn, thanh lý cái rổ sen Nhật cho các bạn nha, 550.000 nha các bạn. Đây, cái rổ còn khá là đẹp nha. Anh em nào có xe Vinh mà xe vừa trưng bày rồi, lên cái rổ này là ok các bạn. Tiết kiệm tiền các bạn. Đây. Rổ Nhật nha anh em, rổ Nhật nha. Đó. Có cái đồ gá đồ luôn nè. Nước sơn cũng còn được khoảng 90-95% nha. Đây, anh em còn có sẵn bát luôn nè. Bát Nhật luôn nha. Chứ không phải giống như cái bát Trung Quốc nó làm bằng tôn các bạn. Bát Nhật nha. Ốc ác nè. Đó, ốc không? Nó có chấm nè. Màu bằng đồng nè. Cái miếng này nó ở dưới các bạn. Miếng đen này nó ở trên nè. Đó. Đắp rồi giờ gác ở trong cái xe. Đó. Đó, để bắt ốc rồi, để bắt ốc, để bắt ốc ở dưới này, bắt vô cái bờ gà mũi á. Rồi thanh lý cho anh em 550.000 nha. Cái này tháo, mình tháo trong con xe custom 50 xanh ve chai tuần trước mình tháo các bạn. Đó, quá đẹp luôn, còn rất là đẹp nha, không có bị sét. Rồi thanh lý giá rẻ 550.000, không bao ship nha, có sẵn tại shop nha anh em. Phương thức mua hàng, nhớ anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp mình shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao đến nhà các bạn. Lưu ý là chỉ trước ship hàng sau, không ship code. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.